Một đại diện của Hải quân Philippines đầu tuần này cho biết, Hải quân Philippines đang theo dõi hoạt động nạo vét và bồi đắp của Việt Nam ở Biển Đông, diễn ra trong khu vực mà Philippines tuyên bố là một phần của cụm đảo Kalayaan, theo tường thuật của báo chí Philippines. Người phát ngôn Hải quân Philippines, ông Roy Vincent Trinidad, Tư lệnh vùng biển Tây Philippines cho biết Bộ Ngoại giao Philippines cũng đang xử lý vấn đề này, theo GMA News và Philstar Global. Sáng kiến Minh Bạch hàng hải châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế mới đây ra báo cáo nói rằng Việt Nam đang tăng cường nạo vét và bồi đắp ở Biển Đông, tạo thêm tổng mặt bằng là 280 ha kể từ tháng 11 năm ngoái tới nay. Người phát ngôn của Hải quân Philippines nói, có một điều thật tự nhiên, đó là Việt Nam và Philippines có quan hệ hữu nghị. Việt Nam không khởi xướng các hành động bất hợp pháp, cưỡng ép, gây hấn và lừa dối nhằm vào chúng ta như Trung Quốc. Về phía lực lượng tuần duyên Philippines, người phát ngôn chịu trách nhiệm về vùng biển Tây Philippines là Jay Tarriela cũng đánh giá rằng Việt Nam không quấy rối ngư dân Philippines và không triển khai trái phép tàu thuyền nhằm bao vây các tiền đồn của Philippines trong khu vực.